Ôi chị gái cho em hỏi đây, đây là anh Điệp đấy ạ. Vâng. Trời ơi, mọi người đang bảo em bảo là đi kiếm anh Điệp mà tưởng anh Điệp chạy được. Em xin chia buồn cùng với gia đình nhá. Trời ơi. Em là con gái, con cô. À con cô. Con cô ruột. Là bà con với anh Điệp đó. Vâng. Bố anh Điệp là anh trai để từ người mẹ em là cũ. À vậy nhưng mà ý là trưa nay là tìm thấy anh Điệp rồi đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà ý là lúc đấy là gia đình mình có đến đó. Lực lượng chức năng không cho ở đây ạ. À. Lực lượng chức năng mang ra ngoài. Mang ra ngoài. Nhưng mà lúc anh Điệp đó live stream là gia đình có biết không? Không ạ, tại vì mọi người đi làm hết ạ. À, đến chỉ biết là anh Điệp live stream thôi. Đến lúc trưa em nghỉ làm thì mới biết là anh đã live stream ở đây là mất tích rồi. À, nhưng mà thế bảo là anh Điệp chạy được mà ta? Không chạy được. Là bây giờ là trưa nay là tìm thấy anh Điệp này. Anh quay lại cứu người nên là không chạy được. Ôi trời ơi. Trời ơi, thấy anh Điệp là hô mọi người chạy đi đúng không? Dạ, trời ơi, tội quá, phải là anh Điệp đã tìm thấy rồi. Vậy là mọi người cũng đang tìm anh Điệp đó đó. Bao nhiêu người bảo là đến hỏi xem anh Điệp là đi bệnh viện hay là ở đâu. Rồi rồi, em cảm ơn gia đình nhá. Em cảm ơn rất nhiều. Rồi, em cảm ơn chị nhá. Đó, đây là cũng gặp được là gia đình của anh Điệp, là cái người livestream mà bảo mọi người là chạy đi á. Đó, là không có thoát được. Và hầu như là trưa nay 12 giờ là tìm thấy ở khu vực đang múc này. Đó, em cũng sẽ di chuyển qua bên đó để có thể là quay cho tất cả mọi người xem. Này, gia đình bây giờ cũng quay trở về. Quay trở về. Ôi chị gái cho em hỏi đây là anh Điệp đấy ạ. Trời ơi, mọi người đang bảo em bảo là đi kiếm anh Điệp mà tưởng anh Điệp chạy được. Em xin chia buồn cùng với gia đình nhá. Trời ơi. Anh Điệp là người đã bảo mọi người chạy đi đấy. Trời ơi, tội quá, anh Điệp bảo mọi người bảo là chạy đi, đừng có quay nữa, đừng có ấy nữa, đi. Ở nhà bảo thôi, ở dưới này sắp sạt rồi, bị tắc đường nhiều, về để dẹp đường cho dân đi. Trời ơi, tội quá. Vậy là trưa nay tìm thấy anh Điệp rồi. Bởi vì là anh Điệp chính là cái người mà đã bảo mọi người chạy đi. Thực sự là thấy tội anh Điệp quá. Em xin không biết là đây của người đi livestream làm gì. Em xin chia buồn cùng với gia đình ạ. Tội nghiệp quá mọi người ạ. Anh Điệp là cái người mà đã bảo mọi người để chạy đi đấy. Trời ơi, buồn. Thật sự là rất là buồn mọi người ơi. Hôm nay cũng tìm thấy anh Điệp rồi. Đây người thân của gia đình anh Điệp. Cô ơi, anh Điệp có vợ con gì chưa cô? Trời, còn trẻ, tội quá. Mấy hôm nay là ai cũng kiếm anh Điệp hết mà bây giờ đã tìm thấy anh Điệp rồi. Cũng xin chia buồn với gia đình mọi người ạ. Người thân của anh Điệp mọi người ơi. Em không có quay ở trên được mọi người ơi. Quay ở trên sẽ bị vi phạm ấy. Cũng xin chia buồn với gia đình của anh Điệp đã tìm thấy rồi. Anh Điệp chính là người là livestream là bảo mọi người chạy đi á. Rất là tội. Này, mấy anh bộ đội, mấy anh cơ động này, mọi người thấy không? Việc gì khó là mấy anh công an bộ đội làm hết. Mọi người thấy không? Cực khổ không? Cảm ơn các anh, vì cái con đường này là quá bẩn. Nếu như không có các anh công an bộ đội để hỗ trợ người dân thì chắc là cũng khó để mà đưa được về nhà.
Đây, đây là hiện trường vụ sạt lở đây. Đó, trưa nay là tìm lở ở đây. Anh vẫn live stream từ sáng. Không live, quay đây ạ. À, quay. Dạ, nhưng mà mọi người ai cũng bảo là tìm anh Điệp mà thôi đến thấy anh ấy à. Tưởng anh ấy chạy được. Bà con hỗ trợ đưa anh Điệp về với gia đình. Đây hình ảnh các anh công an cũng đang khiêng đồ. Đây rất là vất vả. Mọi người thấy chưa? Các anh cũng đang phải khiêng đồ này. Cực kỳ vất vả và nặng nha mọi người. Đó, mọi người thấy hình ảnh của các anh công an hỗ trợ. Thank you.
Đây, người nhà của anh Điệp đây mọi người. Rất là đau buồn. Thì mọi người cũng bảo là anh Điệp là cái người mà cũng hô mọi người, bảo mọi người chạy đi ấy, nhưng mà không có chạy kịp được. Và anh cũng đã được tìm thấy. Nhà anh Điệp có ở gần đây không anh? Cảm ơn mấy anh em nhé. Nhà anh Điệp ở gần đây mọi người ạ. Thế bảo là cũng vài trăm mét thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chưa có điện à Hiệp ơi? Chưa có lịch. Điện đi. Chưa có lịch có điện. Hỏi này ạ. Chắc phải mai kia có điện à. Mới biết thế này. Hả? Thank you.